Năm 2017, thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Đảng ủy Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghị định của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn trong tình hình mới. Tại hội nghị tổng kết công tác Đảng 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết năm 2017 phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tái cơ cấu ngành công thương. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Với chủ đề nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, năm 2018, Đảng ủy Bộ Công Thương phấn đấu 100% số tổ chức đảng và 90% trở lên số cán bộ, đảng viên tham dự học tập các nghị quyết của đảng, 50% số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 100% tổ chức đảng xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, v.v. Cũng trong dịp này, ghi nhận thành tích và nỗ lực trong công tác đảng năm 2017, Đảng Bộ Công Thương đã trao bằng khen cho Đảng Bộ, Chi Bộ, trực thuộc, đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013 đến năm 2017.